Hello cả nhà mình ơi, hôm nay Emma sẽ bày với các bạn cách chế biến một loại hạt rất là ngon mà các bạn dùng để cho những dịp đặc biệt như lễ Tết sắp đến ở nhà mình. Đó là hạt, các loại hạt dinh dưỡng nướng với mật ong, bột quế rất là ngon. Thì các loại hạt dinh dưỡng thì tùy theo các loại hạt, nhà các bạn có hạt gì các bạn dùng hạt đó. Như Emma đang dùng là hạt hạnh nhân này, hạt điều này, hạt pecan này. Các bạn có thể dùng hạt đỗ lạc ở nhà mình cũng rất là ngon này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm nhé. Các bạn thấy nhá, đổ ra nó giòn lắm. Các bạn cho vào một cái khay ngon lắm. Đây là hạt hạnh nhân sống các bạn nhé. Thì hạt thì tùy theo thường sở thích, các bạn thích bao nhiêu loại hạt các bạn cho. Nhưng món hạt này rất là ngon, có thể dùng 200, 300, 400 gram tùy theo sở thích của mình. Em dùng khoảng 300 gram đấy, nhiều đấy. Hạt là hạt sống, sau đó mình dùng hạt hạnh nhân sống này còn nguyên hạt nhé. Sau đó là mình sẽ cho tiếp đó là pecan, nếu các bạn có hạt pecan cho vào, hạt gì các bạn có cũng được. Cho một ít hạt pecan, tôi cho khoảng 200 gram hạt pecan này vào. Và hạt cashew sống, hạt cashew cũng là hạt cashew sống. Các bạn cho thêm khoảng 200 gram nữa vào. Làm cái món này, ui ngon lắm. Chúng ta sẽ cho mật ong vào để tạo vị ngọt cái món này các bạn nhé. Mình cho mật ong. Thì mật ong tùy theo sở thích, các bạn thích nhiều mật ong hay ít mật ong. Cho 60, 70 hay 80 gram mật ong thì tùy các bạn thích. Nhưng mà đối với gia đình Emma thì Emma ăn lượng ngọt vừa phải thôi, cho khoảng 70ml mật ong này vào thế thôi, vì không thích ăn nhiều ngọt quá, ngọt vừa phải rồi. Sau đó thích cái vị bột quế của cinnamon, các bạn cho thêm một chút bột quế vào cho nó thơm. Món này cho vào ngày Tết thì cho khoảng 1 teaspoon bột quế hoặc 1/2 teaspoon bột quế thì cũng tùy theo cái sở thích của các bạn cho. Bởi vì làm những cái món hạt này mình làm rất là đơn giản, bởi vì mình làm theo đúng cái vị mình thích, cho nên các bạn cứ tùy theo cái vị mình thích cho nhé. Tớ rất thích ăn nhiều bột quế, tớ sẽ cho rất là nhiều bột quế. Tớ cho khoảng 1 teaspoon bột quế đấy, 1/2 teaspoon bột quế. Thứ hai nữa là tôi sẽ cho thêm một chút cái dung dịch vanilla này vào cho nó thơm. Nếu các bạn có dung dịch vanilla cho vào, và nếu không có nhất thiết phải cho khoảng 1 teaspoon vào, hoặc là gói đường bột vanilla nhé. Bây giờ thì mình sẽ đảo thật đều để cho cái hỗn hợp bột quế này với hỗn hợp mật ong này, các loại hạt nó quyện lại với nhau như này. Nếu các bạn thấy nó không dính, các loại hạt mà không dính quá thì cho thêm chút mật ong nữa để cho nó dính hơn nhé, tùy theo cái sở thích của mình. Mình sẽ cho ra một cái khay này và mình sẽ đổ vào đây để mình nướng. Đối với cách này, nếu như các bạn có lò nướng thì các bạn cho lò nướng bật ở nhiệt độ 350 độ F, được khoảng 10 phút hoặc 7 phút các bạn đảo một lần để cho các loại hạt nó ngấm cái mật ong với nhau. Còn nếu như mà các bạn không có lò nướng, các bạn cho vào lò, nếu như các bạn có cái nồi chiên không dầu thì cho vào nồi chiên không dầu cũng rất là nhanh. Hoặc là các bạn dùng trên chảo, các bạn đảo cho đến khi mà cái hạt của mình nó chín là được nhé. Các bạn nhìn thấy ngon chưa? Mình nướng ở nhiệt độ là 350 độ F vào 25 phút các bạn nhé. Là các bạn cứ khoảng 5 phút các bạn đảo một lần thì các bạn sẽ thấy là cái hạt của mình nó rất là vàng. Và khi mà mình bỏ ra cái hạt mới bỏ ra thì nó sẽ có cái màu, nó sẽ ướt một chút, nó sẽ ướt và dính một chút. Thế nhưng các bạn để một lúc thì nó sẽ nguội và nó sẽ rất là giòn. Sau khi nguội và giòn rồi, các bạn cho vào hộp bình thủy tinh, các bạn để dùng hàng tháng nhé. Rất là ngon, nó sẽ giòn lắm. Nó còn dính này và nó rất là vàng, rất là đẹp mắt này. Món hạt này mình ăn vào dịp lễ Tết của mình thì là tuyệt vời. Các bạn để thật là nguội rồi các bạn sẽ cho vào bình thủy tinh nhé. Ngon chứ. Xong thời gian các bạn để nó sẽ khô và nó giòn như thế này. Nó rất là khô, giòn.
nó giòn, giòn lắm, giòn ơi là giòn luôn. Nhưng cái loại hạt này các bạn chỉ ăn vào những dịp đặc biệt thôi nhá, chứ không ăn quanh năm ở đâu, bởi vì nó có hàm lượng đường cũng nhất định đấy. Và cho nên là nếu những bạn nào mà thích béo thì ăn nhiều, và còn những bạn nào mà không thích béo mà chỉ ăn để thưởng thức thì đây chỉ là những cái dịp đặc biệt cho các bạn ăn nhé. Thì sau video ngày hôm nay, em chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là dịp lễ Tết sắp tới nhà mình rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên ấn nút subscribe để nhận được những video tiếp theo từ Emma Phạm Kitchen. Bye bye cả nhà. Một trong cái món mà cậu con trai tớ ăn nghiện trong cái tuổi này.